Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay đã là ngày mùng 7 tháng 12 âm lịch rồi ha cả nhà. Tức là chỉ còn có 23 ngày nữa là sẽ đến Tết Nguyên Đán ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người hai tuyệt chiêu cuối cùng để giúp cây hoa giấy của mọi người rực rỡ vào dịp Tết ha. Đối với những cái cây mà nụ nhỏ này, rồi đối với những cái cây mà bị nụ to nở sớm này mọi người. Thì trước khi vô vấn đề chính thì mình xin mọi người ít phút tâm sự xíu ha. Thì vừa rồi mình có lên YouTube thì có thấy được một kênh của cái chú Thiện Garden ha, có nhắc tới. Và chú có nói ở trong video là kênh của mình á, và những cái kênh lớn khác ha, ở trên YouTube hướng dẫn cho mọi người á, về cái thời điểm làm bông á, thì chỉ nói chung chung ha, không có đi chuyên sâu nha mọi người. Và cụ thể chú nói về kênh của mình là như thế này, chia sẻ cho mọi người là thời điểm làm bông cho cây hoa giấy á, là khí hậu ở Tây Nguyên và khí hậu ở miền Trung là khác nhau ha. Đó, thì mình cũng không biết là chú có xem hết những cái video mình chia sẻ cho mọi người hay không, và cũng không biết là chú có cái vấn đề gì không. Nhưng mà thì cái thời điểm mà làm bông cho cây hoa giấy á, mình luôn nói với mọi người rồi, cái thời điểm mình đưa ra là thời điểm chung chung ha, miền Bắc tầm này, miền Trung tầm này, miền Nam tầm này ha. Đó, những cái video của mình đều nói với mọi người thời tiết còn phụ thuộc vào nơi mọi người sinh sống, năm nay nó có mưa hay là có nắng hay không đó, chứ không phải là đó là cái con số chính xác hoàn toàn cho mọi người. Mọi người phải tự mình đúc kết ra từng năm ha, và phụ thuộc vào cái thời tiết mọi người đang sinh sống á. Mọi người ví dụ như thấy thời tiết nắng ấm này thì mọi người tự giảm số ngày xuống, mà mọi người thấy thời tiết lạnh thì mọi người phải tăng cái số ngày lên. Trên tất cả những cái kênh mình, ví dụ như kênh của bác Kỹ Thuật Vườn Nam này, kênh của mình là Hương Hoa Vlog này, kênh của anh Hoa Vườn Nhà này, rồi một kênh của cái chú ở Bình Định khá là hay nha mọi người, đó là chú Cây Cảnh 1234 này, thì người ta đều chia sẻ cho mọi người là một cái số ngày chung chung thôi, miền Bắc tầm này, miền Nam tầm này, miền Trung tầm này ha. Nhưng mà trên kênh của cái chú Thiện Garden này này thì chia sẻ rất là chính xác từng ngày cho mọi người nha. Nhưng mà cái số liệu đó cũng không chính xác đâu mọi người. Bởi vì sao? Mình sẽ lấy dẫn chứng cho mọi người dễ hiểu nha. Ví dụ như mình ở Đắk Lắk chẳng hạn, thì mình có thằng em nó ở trên trung tâm thành phố á mọi người, thì nó có hỏi mình là những cái dòng hoa giấy mới như thế này làm bông bao nhiêu ngày. Thì mình ở dưới huyện mà mọi người, mình làm bông là 60 ngày nha. Nhưng mà nó ở trên đó nó cũng làm bông là 60 ngày, nhưng mà nó lại bị nở sớm mọi người. Bởi vì sao? Bởi vì cái khí hậu ở trên cái trung tâm thành phố đó á, là nó nóng hơn ở dưới cái huyện của mình. Ngay ở một tỉnh thôi đã có sự khác nhau giữa hai cái khí hậu rồi mọi người. Thậm chí là huyện mình mưa nhưng mà huyện khác lại nắng to, lại đẹp. Đó, cả nhà phải hiểu cái khí hậu nó không thể nào mà gom cho một tỉnh nào tầm đó số ngày, nó không có nha mọi người. Nó còn khác nhau ở giữa những cái huyện nữa. Cho nên mọi người á, mình khuyên mọi người một câu chân thành á, mọi người hãy lấy giấy bút ra, mọi người ghi vô trong cái sổ tay của mình á, năm nay ở cái chỗ mình đang ở đây này, mình làm cho cái cây này bao nhiêu ngày. Đó, thì sang năm mọi người căn cứ theo cái số liệu đó, mọi người thấy cái khí hậu nó giống nhau, năm này giống năm kia, thì mình làm bằng cái số ngày mà mình làm năm ngoái đó. Còn nếu mà mọi người thấy lạnh hơn thì mọi người tự động tăng lên, mọi người thấy nóng hơn thì mọi người tự động hạ xuống, chứ không có cái số liệu nào cụ thể cả. Trong video mình có thấy chú chia sẻ là tỉnh này tỉnh kia làm số ngày bao nhiêu đó, nhưng mà vẫn có cái sự mà chênh lệch nha mọi người, chứ không thể nào mà chắc ăn như những điều chú nói đâu. Và cũng có rất là nhiều người từ kênh của chú á, thì chạy qua kênh của mình và hỏi rất là nhiều nha mọi người. Ở đây thì mình cũng không muốn nói đâu, nhưng mà chú đã nhắc tới kênh của mình rồi thì mình cũng sẽ nói luôn ha. Có rất là nhiều người ở bên cái chú Thiện Garden này này, chạy qua kênh mình và phản hồi lại: em ơi, chị có nỡ theo kênh của người này, nhưng mà cái quy trình nó phức tạp, nó rắc rối quá, chị không có thể hiểu hết được, mà chị bận công việc nữa, chị thấy kênh của em chia sẻ rất là đơn giản, dễ hiểu và hiệu quả này, cho nên chị muốn qua chị hỏi em, rồi chị xin em cách hướng dẫn ha. Rồi có rất là nhiều người nữa mọi người cũng qua kênh mình hỏi, mình có theo dõi kênh của người này nhưng mà bây giờ cây hoa giấy vẫn chưa ra hoa, cây hoa giấy Mỹ này vẫn chưa có hoa, rồi mấy cây hoa giấy kia thì toàn ngọn không, thì giờ phải xử lý làm sao này, nhiều lắm mọi người, mình không thể trả lời hết được ha. Rồi có nhiều cô chú anh chị phản hồi lại là phân bón cũng quá nhiều, thì nguyên cái tiền mua phân bón thì bằng cái tiền mua cây rồi mọi người đó, cho nên mọi người phải cân nhắc kỹ ha. Và mình khẳng định lại với mọi người một lần nữa, cái số ngày mà chú đưa ra ở trên kênh á, cũng không chính xác nha cả nhà. Cái số ngày mà chính xác nhất á,
chính là cái sự trải nghiệm của cả nhà qua từng năm. Mọi người hãy trải nghiệm đi, mọi người hãy thử đi và mọi người hãy đúc kết được kinh nghiệm của mình ha. Mọi người mới đúc kết được cái kinh nghiệm của mình ha. Chứ mọi người đừng có nghe người này, người kia người ta phán, người ta nói tỉnh này bằng này, tỉnh kia bằng kia, không bao giờ có đâu. Nguyên ở những cái huyện đã khác nhau rồi. Kênh của mình, kênh Hương Hoa Vlog ha, và những kênh lớn khác, ví dụ như kênh của Bắc Nam này, kênh Kỹ Thuật Vườn Nam này, rồi kênh của anh Hoa Vườn Nhà này, rồi Hoa Giấy Vườn Nhà này, rồi kênh của một chú ở Bình Định, cái cảnh 1234 ha, hoàn toàn có thể đưa ra cho mọi người biết cái số ngày cụ thể ở những cái vùng miền mọi người làm để câu view, câu like. Nhưng mà lương tâm đâu cho phép mọi người, bởi vì mình có biết cái khu vực người ta ở khí hậu như thế nào đâu mà mình dám đưa ra cái số ngày cụ thể chính xác như vậy ha. Bởi như mọi người đã thấy mình dẫn chứng ở trên đó, nguyên cái khí hậu ở cái tỉnh mình đang ở thôi mà ở trên trung tâm thành phố nó đã khác ở dưới huyện rồi. Bởi vì huyện chỗ mình á là nằm ở cái vùng đất nó cao, nó rất là lạnh đó mọi người, nó không khác gì khí hậu ở Đà Lạt cả. Mà ở trên thành phố thì nó rất là nóng ha. Thậm chí cây hoa giấy chỉ làm có 50 ngày thôi đã ra bông rồi, mà cây hoa giấy của mình phải làm từ 60 đến 65 ngày. Mọi người thấy không, nó chinh lịch đến tận 15 ngày như vậy. Thì cái số ngày như vậy á đã đủ cho cây hoa giấy nó rộ bông trước Tết rồi mọi người. Cái vấn đề của mọi người á là mọi người chỉ xem cái cách người ta hướng dẫn làm bông Tết thôi. Cách của ai đơn giản, dễ hiểu và thật, chân thật nha mọi người. Đơn giản, dễ hiểu, chân thật, ít phân thuốc thì cả nhà hãy xem. Còn cả nhà đừng có xem, đừng có nghe ai nói về cái số ngày cụ thể. Không bao giờ có số ngày cụ thể đâu mọi người. Bởi vì người ta có trải nghiệm thực tế ở cái nơi ngôi nhà mọi người ở đâu mà người ta biết. Người ta chỉ có đến đó, người ta đưa cây hoa giấy ra người ta làm thì người ta mới đúc kết được kinh nghiệm thôi. Mà như mọi người nghĩ đấy, một tỉnh mà đã có mấy huyện rồi, tí tỉ huyện rồi, mà mỗi huyện lại khác nhau như vậy thì ai mà căn được ha. Đó, cho nên mình không bao giờ dám đưa ra cái số ngày cụ thể. Mình chỉ đưa ra cái số liệu chung chung thôi. Bởi vì Tây Nguyên mình là ở miền Trung, cho nên mình đưa ra cái số liệu chung chung là tầm đó ngày. Thì anh chị cố gắng như mình đã nói, anh chị cố gắng phải đưa giấy bút ra thực hiện và ghi chép lại ha. Đó, cho nên mọi người phải cân nhắc kỹ nha. Chứ không phải là người ta cứ đưa ra cái số ngày đó là mọi người tăm rắp làm theo đâu. Và một cái điều nữa mình muốn nói cho mọi người biết, thì khi mọi người xem một cái video của người ta, mọi người hãy căn cứ những gì ở trên video người ta nói và những gì người ta làm mình thấy hợp lý thì mình mới theo thôi. Có nhiều anh chị đọc xuống phần bình luận thấy quá trời bình luận luôn, nhưng mà những cái bình luận đó mọi người có biết không, một cái điện thoại có thể tạo ra được mấy chục cái tài khoản Google ha. Và người ta có thể đăng nhập vô YouTube bình luận trên chính video của mình đó. Cho nên cả nhà đừng có đọc cái bình luận, mọi người xem video thì mọi người xem phần trên thôi, còn đôi khi phần dưới thì cũng không chính xác lắm đâu. Những cái bình luận chân thật mà tiêu cực á là người ta xóa hết đi rồi, còn để lại những cái bình luận hoặc những cái bình luận tốt hoặc là những cái bình luận ở trên YouTube mà người ta tự tạo đó thôi ha. Đó, đây là chiêu trò của những cái YouTuber mọi người đó. Thì mình cũng nói luôn ha, đó, nếu mà có đụng chạm tới ai thì cứ gạch đá mình thoải mái ha. Thì những cái sự cạnh tranh trên YouTube là chuyện bình thường mọi người. Làm về cùng một chủ đề đó, thì những cái cạnh tranh đó thì không thể tránh khỏi ha. Bề ngoài nghe qua cái video của chú nói á thì giống như đang khen kênh của mình và những kênh của những YouTuber khác, nhưng mà không phải nha mọi người. Thì nghe một hồi ra là chú đang tự tâng bốc cái BR cho cái kênh của chú thôi, cho nên mọi người tự cảm nhận ha. Rồi, quay trở lại với vấn đề chính, mình hơi dài dòng rồi ha. Quay trở lại với cái vấn đề chính, thì nếu mà mọi người đang gặp tình trạng một cây hoa giấy mà đang có cái nụ nhỏ mọi người, đang cái nụ nhỏ mà mọi người thấy nó trễ tiến độ Tết ha, thì đầu tiên mình sẽ cập nhật cho mọi người xem tình hình nụ bông trước nha. Nếu những anh chị nào mà ở miền Bắc và miền Trung mà cái khí hậu lạnh lạnh á, thì cả nhà có một cây hoa giấy như thế này thì rất là đẹp Tết rồi này mọi người. Nụ nó phải lên như vậy rồi ha. Và cái cây này cũng là cái cây mà mình xả 80% lá đi đó mọi người, 80 hay 70% lá gì đó ha. Đó mọi người thấy này, cái lá già đang ở trong đây này. Đó, còn bên ngoài là lá non hết ha. Và mình có phun qua một đợt Antonic này. Và khi mà đã bật mầm lên, phun Antonic làm gì mọi người? Để cho nó bật mầm thôi. Bởi vì những cái cây đó là nó bị đứng mọi người, nó bị đứng bởi thời tiết lạnh quá. Đặc biệt là những anh chị ngoài Bắc á mọi người, nó hay bị tình trạng này ha. Và khi mọi người phun cho nó bật mầm lên, mọi người quay lại với cái combo của mình. Đây này, combo đầu trâu 7-1-8 và NBK dưới gốc ha. Đó, thì hai cái combo này nó sẽ giúp mọi người được một cây hoa giấy như thế này. Đó, cả nhà có thể xác nhận nha. Khi nào mình lên video cho mọi người á thì đều quay lại kết quả hết nha cả nhà. Đó, cái cây này nha, vẫn là cây này nha mọi người. Mọi người có thể quay lại video xác nhận xem mình có nói đúng không ha. Cây này mình không có đặt mua nha mọi người. Cây này chính là cái cây mình hướng dẫn mọi người xử lý đó. Mọi người có thể vô cái video xem cách trị hoa giấy cứng đầu không ra hoa ha. Đó, thì nó vẫn là cái cây này nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không, nụ trên cây nó ra rất là đồng đều và đẹp rồi này. Đó, cách của mình luôn đơn giản, luôn dễ hiểu và hướng mọi người tới ít phân bón nhất có thể ha. Thì cả nhà nhìn này, nụ ở anh chị miền Bắc mà được như thế này thì quá đẹp ha.
Đó, những anh chị ở ngoài Bắc á, mà được như thế này thì quá đẹp rồi. Còn đối với những anh chị miền Trung mà ở lạnh lạnh á mọi người, khí hậu lạnh lạnh giống như ở huyện chúng mình thế này thì cũng như vậy ha. Còn những anh chị mà ở những cái vùng như thành phố lớn á mọi người, mà nó hơi nóng nóng xíu ha, thì cả nhà nhỏ hơn một xí thôi, nhỏ hơn một xíu là nó từng tầm này này. Đó, nó có những cái nụ cái ra như thế này và có những cái nụ nhỏ bao quanh như vậy là cũng được này mọi người. Đó, quá đẹp ha. Còn đối với những anh chị ở miền Nam á thì nụ kim nó đang thắt đầu ngọn như vậy này. Đó, là đẹp, hoặc to hơn một xíu cũng không sao đâu mọi người. Bởi vì bây giờ cũng cận Tết rồi, cũng chỉ còn có 20 mấy ngày nữa thôi. Thời gian trôi rất là nhanh mọi người. Đó, thì cách xử lý cho những anh chị nào mà hiện tại ở miền Bắc, miền Trung mà đang bị cái nụ nó đang còn nhỏ xíu xíu như vậy thôi mọi người. Đó, mọi người thấy nó không kịp Tết ha, thì cả nhà hãy sử dụng như sau này. Mọi người hãy đưa cái cây hoa giấy của mình vô một cái tường bê tông như vậy này mọi người. Đó, mọi người làm sao mà đưa ra cái chỗ nắng nhất nha, chỗ nắng nhất nhà mình rồi. Nhưng mà nếu mà có tường bê tông như vậy thì càng tốt này mọi người. Mọi người biết sao không, khi nắng nó chiếu vô cái tường bê tông này, nó sẽ tỏa ra một lượng nhiệt, và cái lượng nhiệt đó nó sẽ tỏa ra cây hoa giấy. Cây hoa giấy nó sẽ được nóng hơn, nó khi nó nóng hơn thì nó sẽ bung, nó bung cái hoa nhanh hơn nha cả nhà. Đó, và cái thứ hai nữa, cả nhà kiếm cho mình một cái tấm tôn á, cái tấm tôn mà tấm tôn nhà mọi người. Đó, mọi người để ở dưới ha, không phải tôn ngói đâu nha cả nhà. Cái tấm tôn nhà bằng thép á, mọi người để ở phía dưới chậu, mọi người đặt cái chậu lên chốc ha. Đó, khi nắng nó chiếu xuống nó cũng sẽ chiếu vào tấm tôn nó sẽ phản nhiệt lên, nó phản nhiệt lên và nó sẽ tác động vô cái bầu đất đó mọi người. Cái bầu đất nó cũng sẽ ấm hơn này mọi người, cái bầu đất nó ấm hơn và nó cũng sẽ làm cho cây nó nóng hơn ha. Mọi người kết hợp vừa để ở gần tường bê tông mà vừa thêm cái tấm tôn ở dưới thì cây hoa giấy nó nóng, nó giống như kiểu khí hậu ở Sài Gòn đó mọi người, nó sẽ bung rất là nhanh nha. Đó, nó sẽ bung rất là nhanh luôn nha mọi người. Kể cả hoa mai mọi người cũng có thể áp dụng cái phương pháp của mình. Và nếu mà mọi người có tấm kính á, tấm kính mà kính cường lực, hoặc là những cái kính mà ở cửa sổ á, mà nó không, mọi người cái sân mọi người nó phẳng á, mọi người hoàn toàn có thể để lên chốc cái tấm kính đó luôn. Cái tấm kính nó phản nhiệt còn mạnh hơn cái tấm tôn đó mọi người. Vừa kính này, vừa kết hợp với để gần tường bê tông này, đó thì cái khí hậu nó tự dưng nó nóng lên thôi mọi người, và cây hoa giấy nó bung rất là nhanh nha. Đó, cách này thì mình cũng thấy á, ít người chia sẻ cho mọi người được biết này. Và bên cạnh đó thì cả nhà cũng phải hộ mình, đó là bón phân định kỳ cho nó ha. Đó, những cái nụ còn nhỏ như vậy thì tiếp tục bón phân định kỳ ha. Bón phân gì? Thì tiếp tục 701 ở trên tán nha mọi người, và NPK 3 số ở dưới gốc thôi. 3 số hoặc 12, 12, 17 này, hoặc 20, 20, 15 này. Đó, cả nhà bón cho nó. Bón cho nó thì cái cây nó có lượng dinh dưỡng nữa, cộng với mọi người sử dụng hai cái biện pháp của mình vừa mới đưa nữa thì cây hoa giấy nó bung khá là nhanh luôn mọi người. Không có cây nào không bung được đâu ha. Đó, cả nhà cứ thử đi rồi sẽ có kết quả, rồi phản hồi lại hộ mình nha. Còn đối với những anh chị mà bị cái tình trạng nở sớm này thì mình cũng đã lên cái hướng giải quyết cho mọi người rồi. Mọi người phải đưa cây vô mát thôi, chứ mọi người đừng có đưa cây ra nắng ha. Đưa cây ra nắng nữa thì nó sẽ bung hết nha cả nhà. Nếu mà có thể chuyển được thì cả nhà hãy chuyển cây vô mát cho mình, nhưng mà chỗ nào có ánh sáng ha. Và không có bón bất cứ một cái dòng phân nào về NPK nữa mọi người. Đó, mọi người hãy, nếu mà nụ to như thế này rồi thì cả nhà chịu khó bón những cái dòng phân dưỡng bông lâu tàn này, và bổ sung chất dinh dưỡng cho nó để nó nuôi cái bông cho nó lâu tàn thôi. Chứ đừng có dùng chống rụng cánh hoa để làm gì mọi người. Chống rụng cánh hoa giống như kiểu hoa mai á hả, mọi người đừng dùng ha. Những cái loại đó vô thì cái màu sắc nó cũng trên cánh á, nó cũng lợt lợt thôi mọi người. Có thể nó đeo được cái bông nhưng mà cái màu nó lợt lợt thì mọi người chơi làm gì ha. Nó không có đẹp theo quan điểm của mình đâu vậy. Mình sẽ không dùng chống rụng cánh hoa trên cây hoa giấy đâu mọi người. Đó, mọi người hãy bón 901 ở trên tán. Mình đã lên một video rồi thì không biết mọi người đã xem chưa ha. Mọi người hãy phun 901 ở trên tán nhá, cho cái bông nó được cứng, màu sắc rực rỡ và lâu tàn này. Còn ở phía dưới, cả nhà hãy bón cho mình những cái dòng humic mà đào thải những cái lân kali ở trong rễ ra và kích thích rễ tơ nó ra nha mọi người. Khi mọi người bón phân như vậy thì nó sẽ tự động hút chất dinh dưỡng lên và làm cho cái nụ bông của mọi người nó căng mọng, màu sắc đẹp hơn và cũng sẽ lâu tàn hơn cả nhà. Và mọi người chú ý nhá, nước thì tưới vừa phải thôi chứ đừng có tưới nhiều quá ha. Khi mọi người đưa cây vô ở trong mát mà mọi người tưới quá nhiều nước thì kiểu gì nó cũng bị vọt đọt nha cả nhà. Và một cái cách khắc phục nữa cho những anh chị mà ở ngoài Bắc mà vừa rồi bị những cái đợt không khí lạnh nha cả nhà, không khí lạnh hoặc mưa đó mà nó bị rụng nụ đó, thì cả nhà khắc phục như sau này. Giờ cả nhà đừng có bấm cái ngọn nó đi làm gì nha. Giờ nếu mà ở ngoài Bắc á, mà anh chị bấm những cái ngọn đi á thì chắc ăn là muộn Tết rồi mọi người, không kịp để cho nó thúc mầm ở trong cái lách lá ra đâu. Thì mọi người cứ để nguyên ngọn vậy thôi, mọi người chịu khó, cái ngọn nó dài thì cũng chịu khó kéo nó xuống ha. Và mọi người tiếp tục ép phân vô cho mình. Ép như thế nào thì cả nhà dùng KNO3 đây này, đây là đầu trâu cani trắng ha. Này, thúc ra hoa tập trung này. Đây này mọi người. Đó. Đây này, cái này chỉ có kali thôi mọi người. Đó, KNO3 ha. Cả nhà pha cho mình
2-3 gram trên 1 lít nước. Cả nhà tưới vào gốc cho mình đây. Còn ở trên tán vẫn tiếp tục phun 7-1 mọi người. Vẫn tiếp tục phun 7-1 ha. Để cho nó ôm nụ kim nha. Ôm nụ kim thì có thể đến Tết sẽ không kịp, nhưng mà nó có những cái búp búp nụ nhỏ nhỏ như vậy, mọi người chơi cũng đẹp rồi. Đó, thời tiết làm thì mình cũng phải chịu thôi, chứ biết sao giờ mọi người. Thì mình cũng đã giúp mọi người cố gắng nhất có thể rồi. Làm sao để cho cái nụ bông nó không bị rụng khi trời mưa đó, mình cũng lên video hết rồi. Thì kênh của mình chia sẻ từ trước đến giờ á, thì luôn hướng tới mọi người đơn giản, dễ hiểu và ít phân bón nhất có thể nha. Đó, bởi vì ai cũng có công việc riêng của mình, ai cũng có những cái việc phải làm ha, để nuôi gia đình, chứ không ai có thời gian rảnh đâu mà suốt ngày chăm chú vào những cây hoa giấy mà kỹ thuật cầu kỳ làm gì ha. Đó, cả nhà theo dõi kênh của mình, ai theo dõi thì sẽ rất là hiểu mọi người. Mình luôn hướng tới mọi người cây hoa giấy bền với mọi người này. Đó, không chỉ chơi bông dịp Tết mà còn chơi bông những cái ngày khác nữa nha, không phải là bón xong một lần là cây hoa giấy chết tỏi luôn nha mọi người. Đó, và luôn thực tế với mọi người, hướng dẫn mọi người cây nào thì luôn quay lại cái cây đó. Đây, bữa trước thì có một anh có comment hỏi mình là cập nhật lại cái cây hoa giấy mà xử lý bằng Antonic này. Đó, đến nay cả nhà nhìn thấy này, đây là cái cây giống mới ha. Đó, mình cập nhật cho mọi người xem này, đụ ra rất là đồng đều rồi. Đó, mọi người thấy này. Đó, nếu mà anh chị ở miền Bắc với miền Trung mà lạnh lạnh như mình thì vậy là quá đẹp luôn cả nhà. Đó, tầm 2-3 nó sẽ rộ hết ha. Rồi, bên trên thì mình cũng đã chia sẻ những cái gì mà mình có cho mọi người rồi. Nếu mọi người thấy hay và hữu ích thì mọi người cho mình xin một nút like ha, một nút đăng ký kênh, tiếp tục đồng hành cùng mình để có một mùa bông Tết rực rỡ này. Và sau đó thì sẽ đồng hành cùng mọi người trong những năm tiếp theo nha. Rồi, mình xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha.